Chọn tuổi Đồng Thổ làm nhà hướng Tây năm 2020, những tuổi nào hợp với nhà hướng Tây? Phong thủy may mắn rất vui được gặp lại quý vị, anh chị và các bạn trong video này. Để giúp chương trình ngày càng hoàn thiện hơn, anh chị hãy nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo bên dưới video nhé! Việc xây mới, tô tạo nhà cửa là vấn đề hết sức quan trọng của mỗi chúng ta. Xác định mục tiêu kinh tế để làm được căn nhà đã khó, nay lại còn bao nhiêu thứ liên quan ảnh hưởng đến như phong thủy, kiến trúc, thờ cúng, làm thế nào cho đúng. Rất may mắn cho chúng tôi sau khi nói ra những nguyện vọng của quý anh chị đang theo dõi kênh, những đóng góp ý kiến bổ ích từ quý khán giả trong suốt thời gian qua đã được đội ngũ các thầy phong thủy trong hiệp hội sẵn sàng giúp đỡ để mang đến quý anh chị những kiến thức phong thủy chính tông chuẩn chỉ nhất, giúp nền phong thủy Việt Nam ngày càng đi đúng hướng hơn để quý anh chị không phải hoang mang, choáng ngợp với vô vàn kiến thức ngoài kia. Theo vận trình của các thiên tinh, cát hung của từng năm ứng với từng hướng nhà sẽ khác nhau. Ứng với từng tuổi sẽ khác nhau. Trong video này, phong thủy may mắn sẽ gửi đến quý vị và các bạn 3 nội dung chính sau. Phân tích cát hung của những nhà hướng Tây năm 2020 có xây dựng hay sửa chữa được hay không? Nếu xây hoặc sửa thì chọn thời gian nào là đắc cách nhất? Cách chọn tuổi Đồng Thổ cho hướng Tây năm 2020 và những năm tiếp theo. Đầu tiên, ta sẽ xét về cát hung vận hạn của nhà hướng Tây. Theo sự vận hành của các thiên tinh, hướng Tây gồm 3 sơn, Canh, Dậu, Tân, 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2020, Canh Tý Cửu Tử đáo đến. Cửu Tử ngũ hành thuộc hỏa, Cửu Tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung, hỏa kim tương khắc nên hướng này không được cát. Hơn nữa, 3 sơn này phạm mộ long biến vận. Tuy nhiên, nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn, vẫn có thể tu tạo, sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới, chọn tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất, anh chị chọn tháng 4, tháng 5 âm lịch thì sẽ rất cát. Nếu biết được nhà mình thuộc cung nào, sơn nào, quý anh chị hãy sử dụng la bàn phong thủy hoặc la bàn trên điện thoại đo đạc chính xác từng độ. Nếu nắm trong độ giải của phong thủy may mắn cung cấp thì cứ thế mà làm. Anh chị có kết quả đo mà vẫn còn áy náy, chưa tự tin hoặc cần hỗ trợ thêm thì hãy liên hệ trực tiếp với phong thủy may mắn để được tư vấn tận tình và chính xác nhất nhé. Hướng Tây năm 2020 phạm mộ long biến vận. Mộ long biến vận đã được phong thủy may mắn phân tích chi tiết về cách tính cũng như ảnh hưởng của nó đến việc động thổ xây nhà thế nào. Anh chị xem lại những video trước về mộ long biến vận nhé. Ở đây, phong thủy may mắn sẽ phân tích ảnh hưởng trực tiếp của cửu tử đến việc động thổ làm nhà của hướng Tây Nam. Sao cửu tử là sao đứng thứ hàng. Sao cửu tử là sao đứng hàng thứ 9, hàng cuối cùng trong cửu tinh, có ảnh hưởng tới cát hung khi lập tinh bàn chọn đất xem nhà. Sao cửu tử là sao hữu bật. Nếu vượng thì văn chương lưng lẫy, vinh hiển đột ngột, con cháu dòng giữa được hưởng phú quý. Còn nếu suy thì bị hỏa tai hoặc tai họa ở chốn quan trường, bị thổ huyết, điên loạn, bệnh mắt hoặc sinh đẻ khó. Cửu tử gặp nhất bạch là khắc nhập. Nếu vượng thì trong nhà có nhiều việc vui mừng, âm dương chính phối, thủy hỏa có đủ vợ, sinh nhiều con trai, giàu sang đến đột ngột. Nếu suy thì con cháu dòng giữa lụi bại, có bệnh ở mắt và tai. Nếu kèm theo thất xích bay đến thì e rằng có hỏa tai. Cửu tử gặp nhị hắc là sinh xuất. Nếu vượng thì giàu có về dụng vườn nhà cửa, mẫu thân quản lý gia sản. Nếu suy thì sinh con đần độn, trang viên bị hỏa hoạn, dạ dày nóng nên đại tiện sao máu, dễ có bệnh đường ruột hoặc bệnh mắt. Cửu tử gặp tam bích sinh nhập. Nếu vượng thì đèn luôn rực sáng sảnh đường, quyền cao, trực trọng, uy chấp bốn phương, con cháu thông minh đắc trí. Nếu suy thì e rằng có kiếp nạn vì dâm loạn, có hỏa hoạn. Đàn ông hung ác, bại hoại thanh danh, người nhà dễ bị mắc bệnh hoặc bị thương tật ở chân. Cửu tử gặp tứ lục sinh nhập. Nếu vượng thì sảnh đường rực sáng, chồng vẻ vang danh tiếng, vợ sang quý, đẹp đẽ, con cháu thông minh, tài văn chương nổi bật, có nhiều hoạch tài, tin mừng đến dồn dập,
Nếu suy thì nam nữ dâm loạn, danh tàn thân bại, sự nghiệp tiêu tan, thường bị bệnh mắt hay lưng eo, con cháu hoang đàng bừa bãi. Sao cửu tử gặp ngũ hoàng là sinh xuất. Nếu vượng thì giàu có về địa sản, nếu suy thì sinh con đần độn, con có tổn thương về mắt. Nếu loan đầu bên ngoài có ngọn núi chọc, vì bị tàn phá thì con cháu thi cử khó đỗ đạt, trong nhà có người bị tật hay mù lòa, hoặc vì sắc dục mà mắc bệnh giang mai, nhọt độc. Cửu tử gặp lục bạch khắc xuất. Nếu vượng thì văn chương hiển đạt, thất bát cửu liền nhau là ứng nghiệm tám đời đều có văn tài chương. Thất bát cửu liền nhau là ứng nghiệm tám đời đều có tài văn chương, chủ nhân khỏe mạnh sống lâu, gia đạo an khang. Còn nếu suy thì hỏa thiêu thiên môn, trong nhà sinh ra nghịch tử hoặc con cháu bỏ nhà ra đi. Họa khắc kim, phổi thuộc kim nên dễ bị thổ huyết hoặc bệnh lao. Cửu tử gặp thất xích khắc xuất. Nếu vượng thì nam nữ thông minh lành lợi, tiền của hoạch tài đến tay. Nếu suy thì nam nữ nghiện ngập, vì ham mê tử sắc hoặc bị hỏa hoạn mà tài sản tiêu tán, nhà có người mắc bệnh lao. Cửu thất là hỏa của tiên thiên và hậu thiên bát quái, cho nên chủ về hỏa hoạn và cũng là quan tài. Cửu tử gặp bát bạch là sinh xuất. Nếu vượng thì giàu có về ruộng vườn nhà cửa, văn chức thăng tiến, tin mừng đến dồn dập. Nếu suy thì hỏa viêm thổ táo, sinh con ngu đần, nhà có người bị tật mắt hoặc mắc bệnh đau bao tử. Sao cửu tử gặp cửu tử là tị hỏa. Nếu vượng thì văn tài, nếu vượng thì tài văn chương hiển hách, nổi tiếng khắp nơi, gia cảnh rực rỡ, đinh tài phát đột ngột. Nếu suy thì sinh nhiều con gái, nam nữ hiếu sắc, trong nhà có người bị tật ở mắt hoặc mù lòa, trong nhà dễ có người bị bệnh bạch đới cấp tính. Biết được những ảnh hưởng của cửu tử, anh chị nên cân nhắc khi quyết định động thổ xây mới hay sửa chữa nhé. Trong những video trước, phong thủy may mắn có phân tích nên chọn nhà hợp hướng hay chọn nhà ở vị trí đẹp. Thể theo nguyện vọng của rất nhiều khán giả gửi yêu cầu về phong thủy may mắn với mong muốn phân tích xem nhà hướng Tây hợp với tuổi nào. Qua việc trao đổi với các thầy phong thủy tại Hà Nội về vấn đề này, thầy khuyên quý anh chị thuộc những tuổi sau đây nên ở nhà hướng Tây: tuổi Thân, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Canh Dần, Canh Ngọ, Canh Tuất. Những tuổi này nếu chọn được vị trí đất tốt, đắc địa mà lại chọn được hướng Tây nữa thì không gì cắt bằng. Những anh chị nào tuổi trên mà đang ở nhà hướng này thì hãy đưa ra ý kiến trong phần bình luận nhé. Phần tiếp theo là những lưu ý khi chọn tuổi động thổ xây nhà hướng Đông năm 2020 và những năm tiếp theo. Đầu tiên, theo kinh nghiệm của cha ông ta thì xây nhà kỵ tuổi kim lâu hoang ốc tam tai. Sau khi chọn được tuổi không phạm vài ba điều này, ta loại trừ tiếp tuổi Thân, vì tuổi này phạm long sinh bát sát. Tiếp đến, người động thổ phải hợp với trạch đất, hợp với tuổi gia chủ và những người trong gia đình để việc động thổ được hanh thông. Khi vào ở nhà mới được hưng vượng đắc cách, tài lộc vượng tiến, anh chị nên chọn thật kỹ càng. Nếu có thắc mắc hoặc chưa yên tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với phong thủy may mắn nhé. Trên đây, phong thủy may mắn đã phân tích chi tiết các hung vận hàn của nhà hướng Đông, từ việc chọn tuổi hợp hướng đến việc chọn tuổi động thổ xây nhà. Nhờ sự tư vấn nhiệt tình của các thầy mà phong thủy may mắn đã hoàn thành tốt video này. Mọi đóng góp ý kiến của quý vị sẽ được phong thủy may mắn giải đáp trực tiếp qua hotline hoặc trong phần bình luận ở dưới video. Hãy đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất từ phong thủy may mắn nhé! Chúng tôi cam kết những nội dung video này được sự tư vấn trực tiếp từ những bậc thầy phong thủy nổi tiếng tại Hà Nội. Vậy nên nội dung của chương trình là độc nhất, chính xác nhất mà không có trên bất kỳ kênh nào khác. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.